Con đi công tác Hà Giang một tuần bố ạ. Ờ. Trên ấy điện thoại sóng kém. Bố cứ nhớ ngày này tuần sau. Xong việc trên xe có sóng con sẽ gọi điện về cho bố ngay. Ờ. Con có nhờ em Hằng, con cô Hoa rồi. Có gì em mới sẽ sang giúp bố. Ừ. Bây giờ con đi bố nhá. Ừ. Lên đấy có công tác cho tốt vào. Ừ, điện thoại về cho bố là được. Dạ vâng ạ. Ừ. Con đi bố nhá. Ừ, đi cẩn thận nhá. Ừ. Sao con không gọi điện để cho bố ở Hoàng? Hay là... Nó bị hỏng rồi. Bác Bình ơi! À đây! Cháu đây ạ! Cháu Hằng ạ! À Hằng à! Ồ! May quá! Cháu ơi! Dạ! Cái điện thoại của bác nó hỏng hay sao ấy, cho đi sửa cho bác nhé. Dạ vâng ạ. Bác ơi. À. Điện thoại vẫn gọi được đấy ạ. Ừ, thế tại sao thằng Hoàng này nó không gọi điện cho bác? Nó hứa với bác ấy, đi công trình trên Hà Giang chỉ một tuần nữa nó về gọi điện cho bác ngay. Bây giờ hơn một tuần rồi. À, dạ vâng ạ, thế để cháu mang ra cửa hàng kiểm tra lại xem sao ạ. Cháu đi ạ. Đi nhá. Alo Hoàng. Cái gì hả? Hoàng bị tai nạn á? Ở đâu ạ? Anh Thắng, anh đưa em vào gặp anh Hoàng được không ạ? Chưa vào được đâu, bác sĩ người ta không cho vào. Hoàng nó vẫn bị hôn mê sâu, chưa biết lúc nào tỉnh lại được. Anh có giữ cho Hoàng thứ giá trị đây, tài liệu này, ví và điện thoại nữa, để anh gọi cho bố cậu ấy xem đi. Anh ơi, thôi anh đừng gọi. Bác em sức khỏe không được tốt, không nên để bác ấy biết chuyện anh Hoàng bị tai nạn anh ạ. Hoàng cũng kể với anh là bố cậu ấy rất mong chờ điện thoại của con trai. Thế nhưng mà bây giờ Hoàng như thế này, gọi thế nào được cho bác? Hoàng ở đây ấy, thì còn có anh và bác sĩ lo. Chứ còn ông cụ thì... Anh ơi, anh Hoàng hay ghi âm lại các cuộc điện thoại nhỉ? Hoàng nó giao dịch nhiều, thế nên là hay có thói quen ghi âm lại các cuộc gọi để khi nào cần ấy có thể check lại ngay, đỡ bị nhầm lẫn. Thế thì có khi có những cuộc điện thoại mà ngoài công việc anh nhở, biết đâu lại có bản ghi âm mình có thể dùng được. Bản ghi âm? Đúng ạ, con đây ạ. Cháu sửa được điện thoại cho bác rồi đấy ạ. Sửa rồi á? Dạ. Ôi, cảm ơn cháu. Cháu xin phép ạ. Về nhá. Bố à, con đây ạ. Hoàng à. Bố đây. Cậu nghe nhá. Alo, bố à, bố có khỏe không ạ? Cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Nhờ có hai người sử dụng bản ghi âm bí mật của mình mà đã an ủi được bố mình trong thời gian vừa qua, giúp bố con mình vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.